Rồng là một sinh vật huyền thoại có sức mạnh siêu nhiên. Rồng xuất hiện trong rất nhiều nền văn hóa. Có hai loại rồng chính, một là rồng phương Đông, hai là rồng phương Tây. Tất cả chúng đều sở hữu sức mạnh siêu nhiên. Trong thế giới Pokemon, hệ rồng là một trong những hệ đầu tiên được giới thiệu. Một hệ siêu mạnh mà bất cứ ai cũng phải dè chừng. Hầu hết Pokemon hệ rồng đều rất hung hãn và ngồ lòi, nên chúng được nhiều trainer tin dùng và luôn chuẩn bị sẵn một slot trong team. Vậy, những Pokemon hệ rồng nào mạnh và được nhiều người tin dùng nhất? Chào mừng các bạn đã quay trở lại với thế giới anime. Lại là tôi Kirito đây. Hôm nay chúng ta sẽ đến với video top 10 Pokemon hệ rồng siêu mạnh đáng chơi nhất nhé. Lưu ý, trong video này tôi sẽ không đề cập đến các Pokemon huyền thoại thuộc hệ rồng, mà đơn thuần chỉ là các Pokemon hệ rồng mà chúng ta có thể dễ dàng kiếm trong tự nhiên. Chúng ta cùng bắt đầu với Oanban. Oanban là Pokemon mang song hệ rồng và bay được giới thiệu trong thế hệ 6. Nó là hình dạng tiến hóa của Oanbat. Trong Pokemon XY, hệ tiên lần đầu tiên được giới thiệu. Chính vì thế, hệ rồng tỏ ra khá lép vế, nhưng Oanban lại khác. Nhờ ngoại hình siêu ngầu và tốc độ siêu nhanh, vẫn rất nhiều trainer thích sử dụng Pokemon này. Đầu tiên, tổng chỉ số của Oanban lên đến 535, ngang với một Pokemon khởi đầu có chỉ số cao nhất. Điểm lợi hại nhất ở Pokemon này đó là tốc độ siêu cao, khi speed của nó lên đến 123. Vì tốc độ rất cao nên Oanban có rất nhiều lợi thế trong trận đấu. Khả năng tấn công của nó cũng khá ổn, khi SP attack là 97. Lời khuyên cho các bạn đó là nên cho Pokemon này học chùm sao rồng, để khi ra sân nó có thể one hit đối thủ trước nhờ sức mạnh của chùm sao rồng, sau đó đổi Pokemon khác ra tạo lợi thế cho bản thân. King Ghidorah là Pokemon mang song hệ rồng và nước để giới thiệu trong thế hệ 2. Nó là hình dạng tiến hóa cuối cùng của Hoshi. Mặc dù Hoshi và Cinderella được giới thiệu trong thế hệ 1, nhưng King Ghidorah phải sang thế hệ 2 mới xuất hiện. Lý do vì sao thì các bạn cũng biết rồi đấy, vì hệ rồng quá mạnh chứ sao. Chưa kể, nó có thêm hệ nước nữa, biến King Ghidorah trở thành một con quái vật thực sự trong các bản game đầu. Vì mang hệ nước nên các chiêu thức hệ băng giờ đây không còn quá đáng ngại nữa. Vì mang hệ rồng nên các chiêu thức hệ cỏ và điện cũng không thực sự quá hiệu quả. Một quái vật như vậy thì ai chơi lại. Tổng chỉ số của nó lên đến 540, cao hơn các Pokemon khởi đầu đấy. Một Pokemon có khả năng tấn công khá ổn và cũng khá trâu nữa, hệ lại siêu ngon. Mình rất khuyến khích anh em nên chơi Pokemon này trong các bản game như Go hay Hurt Go. Bomanda là Pokemon Á Thần mà song hệ rồng và bay được giới thiệu trong thế hệ 3. Nó là hình dạng tiến hóa cuối cùng của Tatsubei. Bomanda thực sự là một Pokemon rất mạnh, với chỉ số mắc cao cùng khả năng tấn công mạnh mẽ. Bomanda tỏ ra rất vô đối, attack của nó là 135, vô cùng cao. Tốc độ của nó cũng rất ổn, là 100. Vì là một Pokemon hệ bay nên nó có thể học được Fly. Các bạn đỡ tốn một slot, vừa có một Pokemon mạnh, vừa có Pokemon để Fly. Một mũi tên bắn trúng hai con chim. Chưa kể, ngoại hình của Pokemon này đúng chuẩn một con rồng bay nữa, rất ngầu. Tuy mạnh là thế, nhưng khi lên anime, Bomanda bị dìm khá nhiều. Chưa có bất kỳ một trainer nào sử dụng Pokemon này một cái hiệu quả. Bomanda còn có khả năng tiến hóa Mega. Khi lên Mega, Mega Bomanda trở thành một Pokemon cực kỳ mạnh, có thể sánh ngang với các Pokemon huyền thoại. Unoragon, nỗi ác mộng mới nổi gần đây. Một Pokemon vô cùng đáng yêu đó là Unoragon. Unoragon là Pokemon hóa thạch mang song hệ rồng và nước được giới thiệu trong thế hệ 8. Nó không được tiến hóa từ bất kỳ Pokemon nào. Unoragon được tạo ra bằng việc kết hợp hóa thạch cá và hóa thạch rồng. Hai hóa thạch này thì vô cùng dễ kiếm trong Pokemon Shield, còn trong Pokemon Sword thì không có nhé. Nên muốn có thì phải trao đổi từ siêu sang. Unoragon là một Pokemon rất mạnh. Đầu tiên, hệ của nó vô cùng ngon khi mang hai thuộc tính là rồng và nước. Sự khó chịu của song hệ này thì các bạn đã qua rõ rồi. Tổng chỉ số của nó chỉ là 505, không phải quá cao. Vậy, lý do gì mà người ta lại khiếp sợ Pokemon này đến như vậy? Đó là bởi vì nó có một chiêu thức độc quyền siêu bá, đó là Thủy Quái Táp. Chiêu thức này có mức năng lượng là 85, nhưng nếu Unoragon được đánh trước đối thủ thì sát thương của chiêu thức sẽ tăng gấp đôi, là 170, ngang với một tuyệt kỹ Z rồi còn gì. Quá kinh dị. Với tốc độ là 75, không phải quá cao, các bạn có thể chèn mắc EVS và Speed cho Pokemon này nhé. Unoragon thực sự là một Pokemon rất mạnh, mạnh hơn nhiều so với cái chỉ số mà nó sở hữu. Sắp tới sẽ có một con Unoragon xuất hiện trong anime, không biết Go hay Satoshi sẽ thu phục được Pokemon này đấy. Agogon là Unchabit mang song hệ rồng và độc được giới thiệu trong thế hệ 7. Nó là hình dạng tiến hóa của Bebenomu. Khi Bebenomu học được chiêu thức Long Ba Động, nó sẽ tiến hóa thành Agogon. Tuy thuộc loại Unchabit, một chủng loại Pokemon siêu hiếm, nhưng trong các bản game của Gen 7, chúng ta sẽ luôn được tặng một bé Bebenomu. Là một Unchabit,
Aggron thực sự là một con quái vật. Tuy chỉ số chỉ là 540, thấp hơn rất nhiều so với các Ultrabeat khác, nhưng theo tôi, đây chính là Ultrabeat đáng chơi nhất. Chỉ số của Aggron tập trung vào khả năng gây sát thương phép và tốc độ. Chưa kể, với ability là Beat Boost, tức khuếch đại quái thú, sau khi tiêu diệt thành công một Pokemon của đối thủ, thì chỉ số cao nhất của nó sẽ gia tăng, thường là SP Attack, đa mạnh này còn mạnh hơn. Hệ của Aggron cũng rất má, hệ rồng và độc đó, vừa mạnh vừa trâu. Nó là một trong số ít Pokemon hệ rồng không hề sợ các Pokemon hệ tiên. Với khả năng tấn công mạnh và tốc độ cao, bọn hệ tiên gặp nó khéo còn khóc ấy chứ. Kyrill. Kyrill là Pokemon á thần mà Song Hệ Rồng và Bay được giới thiệu trong thế hệ 1. Nó là hình dạng tiến hóa cuối cùng của Mini Ryu. Xuất hiện ngay từ thế hệ đầu tiên, Kyrill được rất nhiều người yêu thích và tỏ ra cực kỳ OP trong các bản game đầu tiên. Tuy nhiên, để có được một con Kyrill thì bạn phải dành rất nhiều thời gian để chiến cho nó. Vì tận level 55, nó mới tiến hóa max cấp. Và khi tiến hóa được lên Kyrill, đây thực sự là một con quái vật. Khi lên anime, bản thân Kyrill cũng được đánh giá vô cùng cao và luôn thuộc top những Pokemon mạnh nhất mà một trainer có thể kiếm được. Kyrill thực sự là một Pokemon rất mạnh. Chỉ số attack của nó tận 134, vô cùng cao. Không những mạnh, Pokemon này còn trâu nữa, nên việc hạ gục một con Kyrill full HP là điều rất khó. Các chiêu thức mà Kyrill học được cũng rất đa dạng, nên các bạn có thể linh hoạt sử dụng trong những trường hợp cụ thể. Kyrill còn có thể học Vũ Điệu Rồng, một chiêu thức bắp siêu mạnh, khi nó sẽ gia tăng attack lẫn tốc độ cho Pokemon sử dụng. Với độ trâu vốn có của mình, Kyrill thoải mái mà múa, sau đó từ từ củ hành bất kỳ đối thủ nào. Zararanga. Zararanga là Pokemon á thần mà Song Hệ Rồng và Giác Đấu được giới thiệu trong thế hệ 7. Nó là hình dạng tiến hóa cuối cùng của Zyarako. Không giống như các Pokemon á thần khác, level tiến hóa max cấp của Zararanga chỉ là 45, thấp hơn nhiều so với các Pokemon khác. Vì hai hệ Rồng và Giác Đấu cũng không bổ trợ gì cho nhau, nên Zararanga bị tới 5 hệ khác. Đặc biệt, Pokemon này rất sợ hệ tiên. Đổi lại, hai thủ tính này rất mạnh trong khả năng tấn công, nên khi chơi Pokemon này, các bạn cứ mắc đam mà táp, đối thủ không chết thì mình chết. Thuộc loại Pokemon vảy sắt, Zararanga khá trâu. Đép của nó là 125, trong khi SP đép cũng cao là 105. Khả năng tấn công của Pokemon này cũng rất ổn, khi attack là 110. Các bạn còn có thể gia tăng sức mạnh bằng cách sử dụng Vũ Điệu Rồng, thậm chí là sử dụng Zmu độc quyền của nó, Glengarus Soul Blade. Zmu này sẽ gia tăng tất cả chỉ số của Zararanga lên một tầng cao mới, khá là kinh dị. Doraparuto. Doraparuto là Pokemon á thần mà Song Hệ Rồng và Ma được giới thiệu trong thế hệ 8. Nó là hình dạng tiến hóa cuối cùng của Doja Messija, lại tiếp tục là một Pokemon á thần nữa, mà cũng dễ hiểu thôi, vì Pokemon á thần hầu hết toàn hệ rồng mà. Vì là một Pokemon á thần nên tổng chỉ số của nó rất cao, tận 600, tốc độ thì cực cao là 142. Nó chính là Pokemon á thần có tốc độ cao nhất. Khả năng tấn công thì vô cùng ổn áp, khi attack của nó là 120, kết hợp với Vũ Điệu Rồng thì còn gì ngon hơn nữa. Doraparuto có một chiêu thức độc quyền, đó là Song Long Tiễn. Chiêu thức này sẽ tấn công 2 lần, nhờ đó mà ta có thể tiêu diệt cả những Pokemon có IB là Sturdy lẫn bọn chơi Focus Sharp. Tổng sát thương 2 lần bắn của Song Long Tiễn là 100, khá to đó chứ. Khi chơi Pokemon này, các bạn nhớ mua trước 1 đến 2 lần Vũ Điệu Rồng rồi hãy chiến nhé. Gabriel. Đây rồi, vị chiến thần mà người người, nhà nhà đều thích, đó là Gabriel. Gabriel là Pokemon á thần mà Song Hệ Rồng và Đất được giới thiệu trong thế hệ 4. Nó là hình dạng tiến hóa cuối cùng của Fukamaru. Tuy tuổi thơ của Pokemon này rất cơ cực, nó chỉ có thể ăn bám đồng đội, nhưng đến khi nó đạt được hình thái tiến hóa cuối cùng thì mọi thứ sẽ hoàn toàn thay đổi. Là một Pokemon siêu chiến đấu, Gabriel có chỉ số khá đẹp, HP trâu, tốc độ cao, đam to. Cụ thể, HP của nó là 108, Speed là 102, Attack là 130. Tất cả tạo nên một Pokemon siêu mạnh. Chưa kể, với việc mà hai thuộc tính là rồng và đất, hai hệ chuyên được sử dụng để gây sát thương, nên Gabriel tỏ ra vô đối ở khoản gây sát thương. Tuy nhiên, nó tỏ ra khá lạnh gáy khi gặp mấy Pokemon hệ băng. Tuy không học được Vũ Điệu Rồng, nhưng nó có thể học Vũ Điệu Kiếm, một chiêu thức bắp Attack còn mạnh hơn cả Vũ Điệu Rồng. Lời khuyên tiếp cho các bạn là hãy trên max EVS vào Speed cho Pokemon này nhé. Và các bạn biết gì không? Gabriel cũng có thể tiến hóa Mega. Khi lên Mega, tuy tốc độ bị giảm đi một chút, nhưng đổi lại, attack của nó tăng lên tận 170, ngang với Zacian nếu không làm gì đó. Làm gì ở đây? Là do Zacian có ability là Anh Dũng Kiếm, nó sẽ luôn được gia tăng attack khi bước vào trận chiến. Với cái attack là 170, nếu bạn Vũ Điệu Kiếm được một lượt, thì sức mạnh của Gabriel quả thực là quá kinh dị.
Kết thúc danh sách ngày hôm nay của chúng ta, đó là Pokemon rồng quốc dân Ononokusu, hai tên tiếng Anh là Hasorus. Ononokusu là Pokemon đơn hệ rồng được giới thiệu trong thế hệ 5. Nó là hình dạng tiến hóa cuối cùng của Kibago. Ononokusu sở hữu rất nhiều đặc điểm giống với một Pokemon á thần, nhưng tổng chỉ số của nó chỉ là 540. Tuy nhiên, như thế là quá đủ để nó hùng bá thiên hạ. Nhìn một cách tổng quan thì Ononokusu là Pokemon hệ rồng hoàn hảo nhất, vì chỉ số của nó tập trung vào các chỉ số tấn công chứ không có cộng lung tung như các Pokemon rồng khác. Chỉ số attack của nó rất cao, lên đến 147, quá là kinh dị. Tốc độ của Ononokusu cũng thuộc loại trung bình khá, khi speed của nó là 97. Chỉ với 1 đến 2 lần sử dụng vũ điệu rồng thôi là đủ để cho Pokemon này tiếp đón bất kỳ đối thủ nào. Thêm cái ability là Mode Wrecker nữa, một loại AB pha các khả năng phòng thủ của mục tiêu. Từ đó, nó có thể dễ dàng phá nát nhiều ability của đối thủ, điển hình như Steely, Levitate, Disguise. Điểm yếu ở Pokemon này đó là nó khá mỏng, chứ không hẳn hoi là có thể hẹo bất kỳ lúc nào. Và với việc chỉ mang đơn hệ rồng, hạn chế về việc gia tăng sát thương của các chiêu thức cùng hệ là có. Nếu mà có thêm hệ đất hay giao đấu gì đó nữa thì ngon. Tượng trùng lại, tuy không có hình dạng mega, nhưng với khả năng tấn công siêu mạnh và ngoại hình cực chất, cứ như một con khủng long ăn thịt vậy, Ononokusu luôn là Pokemon đáng chơi nhất trong mọi bản game mà nó xuất hiện. Vậy là video hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Bạn có cảm nghĩ gì khi xem xong video này? Hãy comment bên dưới để AD đặt like và mọi người cùng biết nhé. Đừng quên like, share và subscribe để đón xem những video bổ ích về Pokemon trong thời gian sắp tới nhé. Cảm ơn tất cả mọi người. Bye bye.